Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và mình đang ở đây thì ngày hôm nay tiếp tục trở lại với Minecraft Backworld cũng là thành viên của Nút Tim. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay chỉ có duy nhất là ba đứa mình các bạn này. Mình gọi là Biết Ngô các bạn ơi, với lại thanh niên Văn các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ dắt hai thanh niên này vô chơi Backworld chế độ siêu tốc bạn. Nó gọi sao gọi là siêu tốc bạn hiểu không? Đó chính là gì? Mới vô chúng ta sẽ gọi là có gọi là hiệu ứng chạy nhanh nè. Gọi là tất cả mọi thứ đều sẽ được nâng cấp, gọi là mát tốc độ lên hết các bạn nha. Đấy, các bạn cứ yên tâm vô trong đó, các bạn chỉ cần nhặt đồ và chiến thôi các bạn nha. Đấy thì ok. Thì chiếc xe đây của mình thì nên là mình like, đăng ký và đừng quên lắng chuông, các bạn đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả viên Nút Tim họ Tim nha. Ok. Rồi, không có nhiều lời nữa, chúng ta gọi là vô trận luôn để xem chế độ Backworld siêu tốc nó như thế nào các bạn nha. Let's go. Ok bạn ơi, đây rồi, vô các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy gì không? Chưa hết là mình đã có cái tốc độ rồi, là mình chạy cũng khá là lẹ các bạn. Hình như là tốc độ level 3 bạn, speed 3 nha anh em. Luôn. Quay, có Emerald Enchant kiểu luôn bạn. Trời ơi. Tính ra ngày hôm nay ai mà là người gọi là có giáp kim cương đầu tiên chắc là hơi bị xịn sọ bạn, là người đó chắc là cũng khỏe mạnh lắm bạn. Từ nhiên là mình tăng cái tiếng thế thì lên. Chắc chắn là Vanh rồi. À thế à, qua mít rồi. Ui ôi, cái giường bọc luôn các bạn à. Hàng chi thanh niên Vanh qua mít sớm là như vậy các bạn. Ok ok. Không, Vanh nói xạo thế rồi. À biết mà. Trời nãy em chỉ nói cho Vanh nghĩ là em tin thôi nhá, chứ thật ra là không bé ơi. Ok rồi. Mình nên tiết kiệm Emigo hay là mua luôn quả kim cương ta. Kim cương nữa coi coi nhiêu cục kìa ta. Ui ôi, 4 cục thôi, thế mua luôn cái kiếm sắt cho rồi chứ. À cái này bắt lóc nhanh mà nhỉ. Sao mình phải đâu có biết mình... gì đâu, ai biết. Có bắt lóc ra nhanh hả? Ừ chắc là vậy á, chứ em cũng không biết nữa. Ủa rồi. Khang, xin nhá. À, cậu bé Bí Ngô, ok, ok. Đi đến Emerald rồi nhá, úi dồi. Trả Emerald cho em. Emerald. Ôi, xem nó tí té này mà. Okay. À đây, còn một viên Emerald. Ồ, thanh niên Văn có giáp rồi bạn ơi. Ok, làm xin thế nào được. Xin thế nào được. Xin thế nào được. Thôi về được rồi. Coi như là xin được đi. Có không gì đâu, không có gì, khỏi cần không cảm ơn, không gì đâu, khỏi cần cảm ơn các bạn. Ok, nhà thanh niên Biến Ngu, Biến Ngô nhầm, Biến Ngô các bạn. Ôi ôi, tim hồng chạy tuốt qua đây lẹ dữ cho ta. Thôi kệ, cũng nhặt được 40 mg rồi nên thôi đi về. Về mua luôn giáp kim cương mà, làm luôn giáp kim cương, kiếm kim cương, trời ơi gì ghê, combo luôn. Đấy, thề đúng không? Nhạc mà không luôn. Về đi đứng rồi còi... Ông đang lấy tao tự nhiên đánh Bí Ngô, thế mới quay cho lợi. À thế à? Thế thì chúc mừng. Ok. Ây thì phải trả thù. Đấy. Đi. Mình nghĩ là mình sẽ mua một cái giáp kim cương đó bạn. Đấy, còn cái này mình sẽ nhặt thêm một cái để mình mua một cái cun. Đấy, một cái cun bán cho nó đẻ. Ô, cái cun T6 mà gồ. Ui dồi, sao nó mắc dữ ta? Ủa sao bên này nó mắc dữ ta? Bên nước ngoài thường nó mắc lắm hả mọi người? Ừ. Chắc vậy á, bên Việt Nam tiền nước ngoài với tiền Việt Nam đúng rồi, bên xe bờ Việt Nam là chúng ta mua bằng tiền Việt Nam. Ok, sao không solo? Không bé ơi, em không thích solo. Ủa thanh niên nhặt kim cương chia ta, thanh niên nhặt kim cương chia ta, tính ra được enchant hết rồi nhặt kim. Ủa thế có tiền mua luôn. Ờ, thanh niên Bí Ngô nhà màu gì ấy nhỉ? Màu hồng. Màu biên đấy, ngày hôm nay chúng ta có thể đập giường rất là lẹ màu bạn nhà, màu tại nhà, vì okay. Chúng ta gọi là có giáp nhanh, giáp xịn rất là nhanh anh em nói. Đi đập giường cũng rất là nhanh và gấp rãng luôn. Ủa hình như cái giường ngày hôm nay là được bảo vệ sẵn bạn, không cần bảo vệ luôn mà. Trời ơi, quá chi là chất lượng luôn. Ê, ok, nhặt tí đi. Ây da, thanh niên đã đặt bị lag luôn kìa, kìa. Gì đây? Đây, thế gì nhỏ, đây? Thanh niên đặt cao cao lên. Thôi, người ta có kỹ năng, người ta có kỹ năng nói, trời ơi. Mình không có kỹ năng mình sao mình dám nói. Đấy kỹ năng. À thế là đâu phải kỹ đấy năng là chơi bẩn. À ok. Tuy mình không, tuy là mình không biết chuyện gì xảy ra mà. Nhưng mà mình nghe bảo là lắc thì chắc là lắc block bạn. Mình là người có kinh nghiệm nhiều mà. Tôi chắc là mình biết. Ok. Làm sao? Win nè. Quýt nè. Quýt nè này thì quýt đi giống tôi. Phải đập giường chứ. Đập dầu đi. Đập giường đấy gọi là mình. Từ từ. Bạn mấy bạn nó kêu mình từ từ nữa, mình mới từ từ nha. Ok. À, chứ không mình qua mình đập luôn rồi. Không đùa. Trời ơi. Mày ghé nhà banh đi coi. Banh giàu lắm. Mày biết Bí Ngô mấy mặt là có tiền nhiều tiền lắm. Ê à. Ghê bà. Rồi. Còn phải hỏi
Trời ơi, còn phải nói ngại thật chứ mà đỏ mặt luôn. Ok. Vành đang chấp Khang rồi. Ui, nay Vành với Khang có vẻ không được khỏe. À không khỏe, em khỏe lắm các bạn. Hay mình khỏe mình mới quay clip chứ không khỏe là không ổn rồi. Ôi trời ơi. Ok ok, mình sẽ nhặt thêm vài miếng em gò đi thì mình mua NP mình quăng nó vui. Gì? Im lặng thì làm sao? Thanh niên kia quăng NP qua tận nhà mình ạ. Người ta im lặng thì làm sao? Trời ơi. Ủa ai quăng NP qua? Ui, đây bây giờ quăng fireball nhé. Bắt đầu bây giờ nó có nhiều em rồi đấy. Trời ơi, bây giờ em gò ra nha. Ui ôi, còn có gọi là 10 phút nữa là giường mất rồi đấy anh em ạ. Ui trời ơi. Trời ơi. Đã bảo là bad world tốc độ. Trời ơi, con hỏi. Ờ, đi chơi thành thôi. Tức thật sự các bạn. Đã bảo là tốc độ mà còn hỏi sao nhanh vậy. Trời ơi, không hiểu, không biết trả lời sao luôn. Khó quá. Ok. Ui sao hôm nay mũi tên nó cũng bán mắt hết anh em ơi. Ôi nhặt nãy giờ mới được có 10. Cũng ghen. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì cũng mắc hả? Đúng rồi, gì cũng mắc. Trường trội. Ok. Đây. Bây giờ mình làm xong cái trận, mình qua cái trận mới, mình rước luôn các bạn. Trời ơi, cũng có nhiều lời luôn. Ui dồi, sao con dài nó xây cái nhà như cái gì luôn á trời ơi. Như cái thành công chúa. Rồi hôm nay không xây gì đi, cột đình thế gì đây. Xây gì ba? Xây này bắn quả fireball đi rồi, còn gì nữa đâu nói. Fireball nữa. Ê biệt. Ôi ôi. Ồ, bắn con cái bắn xuống à. Ôi trời ơi, tự nhảy. Rén, rén thì nói đi cưng. Trời ơi. Ông đấy là cái bẫy hiểu không? Ồ, một cái bẫy các bạn. Lấy giờ mình giả bộ mình sập bẫy thì đâu có được. Làm sao? À da, đào ấy, đánh cũng đào ấy. Ghê. Đánh đào ấy. Ừ, đây thì bẫy, em đứng trên đây luôn. Bắt cua trên này luôn, mình không có sợ mấy cái bẫy này các bạn ơi. Trời ơi. Ui ôi. Xém tay. Ui ôi, giật cái mình mày. Đang nhảy với nó đang xì lì cái màn hình. Trời ơi, giật cái mình. Tưởng màn hình mình nó bị hư, phải mua màn hình mới. Rồi trời, đi về rồi bạn ơi. Quay đi bia về cho chắc ăn bạn ơi. Trời luôn á. Nhà thanh niên này khó đập lắm. Ô thanh niên đứng ở đâu đập cái đấy nhỉ? Ôi thôi xin luôn. Ui pha ngoài đuôi sáu. Sao đi đánh dẫn dính thế nè. Tàng hình mà đánh dẫn dính nè. Ảo thật đấy. Rồi. Sao ngửi ra cái mũi thính hiểu không? Này thế nhỉ, sao quả NB bên nước ngoài nó cũng bay, sao nó ảo chứ. Đây coi là mình không ngã đúng không? Sợi. Không đâu, em đi về mà, em quăng đi về mà. Qua rồi nè. Qua rồi nè, đâu tù lâu không. Nghe tiếng thôi chứ phải vậy đâu. Trời ơi, đâu phải tiếng là nó còn vậy đâu mà. Trời ơi. Không phải vậy mà vậy đâu nha. Trời ơi, đừng có tưởng bở. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ mua cái gì bị dịch nhẹ. Có fireball này, fireball bắn nát cái đội nhà của Hà Niên bí ngu luôn. À lộn, bí ngu chứ nhầm. Ok. Bí ngu. Bí giỏi. Ây da. Ok. Bí giỏi ok. À thế à. Người bảo giỏi à. Giỏi gì. Ây da, giỏi thật đấy. Đi mà không ai thấy luôn. Giỏi thật đấy. Quá giỏi. Giỏi đi được luôn rồi. Giỏi gì nữa rồi. Giỏi bấy trò. Rồi. Rồi à. Rồi à. Rồi. Giỏi. Giỏi quá. U. Giỏi thật các bạn. Rồi, một mình bên đó luôn. Gọi gì? Rồi. Giỏi quá. Oh my god, oh my god. Về lẹ. Ủa đây phải nhà mình không? Đây nhà anh Niên Miku. Ok. Ê ơi, bye bye. Thôi các bạn, phải đập giường lại. Đập lẹ. Không, anh Niên nó về nhà mình đấy. Oh my god. No. Ôi giời ơi. Còn Zelo đây rồi. Làm sao mà đập kịp được. Ui ôi, xém được té rồi. Lê, come on. Ủa tới chưa, ủa xong thấy hình bóng dáng ai luôn ta. Hình bóng dáng gì, em vượt qua đôi này coi nào. À, đang bắt block à, con rời này. Rời này bắt block gáo, con mày đặt.
Không có kịp đâu bạn ơi. Làm sao mà kịp được. Ôi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cái gì? 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 Lắc hả? Lắc hả? Lắc, lắc, lắc. Này thì lắc, lắc, lắc. Ui, ui, cái gì? What? Thầy niên đều té luôn. Cái gì? Chắc mình cũng bị lắc rồi, chắc mình cũng bị lắc thôi. Gì đâu, trời ơi. Sao không giờ bánh đâu ta? Trời nha. Ở nhà chứ rồi đâu. Ủa, ủa, mất giường mà còn nhà chứ không nội. Trời ơi. Thầy niên mất giường nhưng mà vẫn còn nhớ dung căn nhà của mình đúng không? Ok. Vẫn còn nhớ dung thì em sẽ qua em dũng nhớ cho. Ok. Rồi đó bạn, bọc giường ra cho nó chắc rồi. Nguy hiểm quá. Đây, ok. Sẵn sàng rồi, đi thôi. Ego, vì hôm nay là có thêm cái tốc độ bạn nên ra em ra những cái bước di chuyển của mình nó không được là sao ta chuẩn cạc lắm bạn, lâu lâu nó hơi trượt té nó té kiểu như vậy bạn ơi. Ok. À thế à? Ừ quá gà giờ cũng té. Rồi. Ôi giời, đi lên vay làm gì đây? Ôi mày quá. Gì vậy? À, thằng đi này đang xây tài, ủa ổng xây tàu hay tạc? Không. Đây là cái gì nhỉ? Cái gì? Đây là búp măng non. À, búp à, búp măng non à. À, búp măng non à. À, lên đây cao hết nổi rồi. Đây cao hết được rồi. Trời ơi. Đấy, hay chưa nói gì đó các bạn. Những bước đi không chập chững. Những bước đi gọi là não nè các bạn ạ. À. Não ruột. Làm sao anh biết được mình đang ở đâu? Anh không chạy đâu anh à, ngày hôm nay ai cũng có tốc độ hết. À, làm sao mà chạy được. Đừng có đuổi nữa. Đuổi nữa. Ây à. Hello. Hello cưng. Ôi, ôi. Ôi kêu. Từ, bình tĩnh. Rồi, đánh đi. Ây à, không kịp đập cái này mà cây. Đâu rồi. Ôi cái này dữ dễ vậy, ôi ôi. Cái này là cái bẫy đó các bạn. Oh my god, oh my god, oh my god. Up there. Ủa. Oh my god. Ôi ôi, mình tự xây bẫy luôn rồi. Kìa, thanh niên chạy ở đây rồi. Bắt cua. Ôi, bị lạc. Này thì xây, này thì xây bẫy tôi quá gà các bạn ơi, trời ơi. Thôi chúng ta qua làm trận mới các bạn, trời thấy không? Bad World siêu tốc nó khoảng như vậy các bạn, quá là tốc độ luôn anh em ơi. Ok các bạn ơi, đây rồi, chúng ta sẽ vô trận tiếp theo nha anh em ạ. Trận này chúng ta có thêm một cái nâng cấp đó chứ là gì? Ôi, là sẽ hai hàng máu mà còn nhảy cao bạn mà gọi là hồi sinh trong vòng một nốt nhạc nha các bạn ơi, đấy. Nó tăng tốc lên dần các bạn nhé. Trời ơi, nếu các bạn gọi là thích mình chơi những cái chế độ gọi là Bad World nó ảo mà Canada như thế này được gọi là comment dưới biết nha. Ok. Bây giờ mua. Ồ đúng rồi, cái trận này á thì chúng ta sẽ không có Emerald nha anh em, không có Emerald nha. Nên là cẩn thận ấy. Ồ, không có Emerald à? Ôi giời ơi. Không, nãy không giờ có. Mình cứ bắt lóc qua để lấy Emerald ạ. Không có đâu cưng. Trời ơi, thấy ở nhà không? Nhà nâng full kim cương đây còn không có một cục. Trời ơi. Tham lam các bạn, những người tham lam thường có quỷ theo sau lưng các bạn. Ok. Đây, đi về, ở lộn đi về đâu? Đang. Ủa, có con cá roi. Ở lộn. Ở đây con cá roi, con cá mập ta. Ui, mọi người đứng chín rồi, con này con gì ấy? Ờ, thanh niên này qua nhà mình ấm đi. Con cá mập bạn. Con này là con. Con cá mập. Ô, thanh niên qua đây đánh mình đang tụ tế ạ. Hảo tất đấy. Rồi ơi. Ui rồi ơi. Chiến thần lắc máy các bạn, tuy là máy mạnh nhưng mà mạng thì nó hơi dở bạn nhá. Kiểu máy trăm cũ nhưng mà mạng có một cũ. À không, mạng cũ là mạnh nha. Mạng cũ mạnh, mạng này mạng có 100k. Chắc vậy các bạn ơi. Ủa sao có mỗi mình là xa nhà hai niên này, hai nhà niên này đối nhau luôn bạn ơi. Ok, thế mình đi. I'm coming. Mình sẽ qua làm lẻ gọi là cái nước sốt này luôn. Ồ. Không có đâu, bị lùa kiếm nè rai rồi. Gì ghê bạn, ủa có luôn hả? À kiếm cương nhầm. Kiếm nè rai luôn nha anh em. Ấy à. Thôi xây bẫy thì còn gì nữa đâu, tầm thường anh. Bẫy này tầm thường thôi. Thiếu Văn tự dính bẫy luôn không anh tin không? Ok. Không, Văn làm sao mà tự dính bẫy. Cái này có nhảy cao mà lo gì, trời ơi. Đúng vậy. Đúng rồi, mất giường luôn, còn gì đâu mà đúng.
ôi 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 chạy rồi. Chạy làm sao được? Làm thế nào mà chạy được? Ủa? Thảo thật đấy. Bye bye. Ê boy. Ok. Ui, sập bồn nhanh lắm kìa. Ôi, xếp đi. Ok ạ. Ôi ôi. Vinh ngô lại qua gần nhà Vinh là bị té ở lưng bên dưới. Này rồi, có giá rồi. Lụm được tiền Vinh á. Lụm tiền à. Lụm tiền. Ê, cầm nhầm cái lọc bạc. Ê, cứu tôi. Cứu rồi, anh Nhiên sẽ chết rồi. Ủa sao nhảy không được? Này, đây là. Kìa, xong mình nhớ có nhảy cao mà ảo đấy. Có nhảy cao nhưng mà chắc là dính bẫy hay dính cái gì đấy. Này thế gì. Điện pha cuối không nhảy được các bạn. Ê. Ok, mà hôm sau cũng luộc được 12 cục vàng để mua cái giáp sắt các bạn. Rồi, hôm nay không có giáp sắt luôn. Vinh cũng được giáp sắt luôn rồi. À thế à? Ui ôi, chắc nhà Hình Ninh giàu. Nhà Vinh nghèo lắm. Nghèo à? Ôi, may quá, không sao. Trời ơi, ráng thế. Quăng con tí, sợ các bạn. Quăng con tí, không tí. Ê, gì đấy? Ôi, qua thăm bí ngồi. Gì đấy? Đấy, bí ngô đánh kìa. À, rồi này đánh lén à. Được đấy. Khá đấy. Nhìn mặt trong cái sáng của đánh lén khá đấy. Ừ, ok. Tao đánh lén, tao đánh trực diện. À, trực diện mà, trực diện rồi. Mình ban đầu mình cứ tưởng là tối không là sủa. Mình lắc. À, ok. Sáng thì sáng sủa nhưng mà tối thì lại không các bạn. Kiểu đó là tối sủa các bạn, nhưng mà không có tối sủa. Sáng sủa nha anh em, ok. Rồi, bây giờ mình phải nhìn gọi là quan sát xung quanh bạn nãy mình lơ là quá, mình không có để ý. Giờ biết ngô bạn. Dạ. Ồ, tính ra map này đẹp phết bạn. Ồ, map quá trời đẹp luôn, có mấy con huyền nữa kìa. Nha, ninja. Ninja ẩn thân đâu đây? Nghi lắm, mấy cái dừa này hay có mấy ninja lắm rồi đi mà. Làm sao? Chạy đi, bắt dừa. chạy đi, làm sao chạy được? Rồi ai cũng mất giường thôi. À thế. Rồi ai cũng phải mất giường đâu mà gì đâu. Thế là thôi, đừng mất muộn, đừng mất sớm đi. Đâu rồi. Này đi biết ngô này, combo này. Mấy thằng đi nhảy cao thì không có combo được các bạn ơi. Combo. Thôi đi cầm được giường đi, bye bye. Ok, một con người đi bỏ giường luôn. Cầm giường ăn thôi, thôi chạy thôi. Ok. Từ từ nha, mình cũng phải bảo vệ cái giường của đá bạn, không con đời này qua đập đấy. Ôi, không mua nổi cái rìu luôn, mắc thế nhờ. Điều bao nhiêu em 10 vậy? Ok. Nhà anh đi được cũng nhiều tiền mà, gì đâu. Trời ơi. Sao mình nghe tiếng nước ríu rít đâu đây ta? Mất giường rồi. Tiếng nước trong này vậy. Ok. Đâu rồi, giờ đâu rồi? Kệ đi bạn, tầm này mình mất giường mình cũng lo đó bạn ơi. Ok, đúng rồi, tầm này lo gì nữa. Trời ơi, không có gì phải lo, chắc chắn là mình win rồi. Trời ơi, nice luôn. Ok. Trời ơi, xây cái này làm sao mà ăn được. Không win được đâu Vinh ạ. Win được. Cái này không giòn đâu. Em tính là mình giòn rồi đấy. Không giòn đâu. Không giòn đâu. Không giòn. À, con rời này ghê đấy. Ghê đấy. Oh, Green Bear. Yeah. Đổ một bên yeah. Ôi trời ơi. Này thì yeah. Zeon, thích Zeon. Nè, cầm cái rìu luôn, mình đánh luôn cũng được. Cầm cái rìu solo luôn bạn. Cầm rìu solo luôn. À thôi, hết cầm nữa rồi. Yo. Yo, bình tĩnh. Mình xem rớt được kìa. Không bình tĩnh đâu, đừng gắt tao nha. Chơi gắt tao nha. No.
No. Ui dồi ôi, thanh niên còn nửa máu rồi các bạn, trời. Cày tê giờ thế mà không cay được các bạn. Xin cái giường rồi xin lỗi không. À thế à. Ủa thanh niên biết khổ sao đi nha. Nên đập giường. Đang chạy qua đặt gọi là ân hận, đập giường, đập giường người đẹp trai thế phải ân hận thôi chứ sao giờ. Đấy rồi. Okay. Nói chung là ngày hôm nay mà đi chơi Bad World với là cái chế độ là siêu tốc bạn rồi. Đấy các bạn gọi là thấy mấy cái trận đấu của mình nó có nhanh không? Quá chi là nhanh đúng không bạn? Đấy gọi là nhanh về gọi là cái giò rồi. Gọi là còn tốc độ mấy vật phẩm ra cũng rất chi là nhanh luôn nha bạn. Đấy thì ok thì nếu bạn thấy video của mình thì đừng quên cho một like, đăng ký và đừng quên lần cái chuông. Các bạn đăng ký và chọn tất cả để không đăng video mới nhất trên kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả viên nút tiêu họ tiếp nha. Ok, công gia tí, hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.